UNESCO đã đưa thêm đại lộ Paseo del Prado ở Madrid, Tây Ban Nha và công viên Retiro vào danh sách các di sản thế giới. Nếu như đại lộ Paseo del Prado rợp bóng cây xanh nằm ngay ở trung tâm thủ đô Madrid, tập trung ba bảo tàng được mệnh danh là tam giác vàng về nghệ thuật là bảo tàng Prado, bảo tàng Thyssen Bornemisza, bảo tàng Reina Sofia, thì công viên Retiro là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất nhì thành phố, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử thủ đô của Tây Ban Nha. Tôi nghĩ nơi này như trái tim của Madrid vậy. Trái tim theo đúng nghĩa đen, bất kỳ ai đến Madrid đều không thể không đến Retiro, dù là đi dạo hay uống nước. Đây là trung tâm, là trái tim của thành phố. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời, vì đây là một trong những di sản của Tây Ban Nha cần phải đánh giá cao. El Retiro hay còn được gọi là The Retreat là không gian xanh rộng 125 hectare, có hồ chèo thuyền, được người dân địa phương và du khách yêu thích. Ban đầu đây là một cung điện với những khu vườn thượng uyển phục vụ riêng vua Philip IV thế kỷ thứ 17. Trong khi đó, Paseo del Prado là một trong những đại lộ đầu tiên mà ở đây mọi công dân, không phân biệt giai cấp, đều có thể tới để thư giãn và đi dạo. UNESCO ca ngợi, đại lộ Paseo del Prado sở hữu kiến trúc nổi bật bao gồm các quảng trường, với các tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch lịch sử và đài phun nước nổi tiếng, được nhiều khách du lịch coi là một biểu tượng mang tính đặc trưng của Madrid. Sau khi UNESCO công bố danh sách di sản thế giới mới, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã ngay lập tức chia sẻ tin vui này. Ông viết dòng tweet, đây là sự công nhận xứng đáng cho một không gian ở thủ đô đề cao lịch sử, nghệ thuật và di sản văn hóa. Trong khi đó, thị trưởng Madrid José Luis Martínez Almeida thì viết, tự hào về thành phố của chúng ta, hạnh phúc cho đất nước Tây Ban Nha và di sản của thủ đô.